Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thiên tài quân sự của Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ. Quang Trung, Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào, thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, nhà quân sự thiên tài, vị hoàng đế anh minh, lập nên những chiến công vang dội chống thủ trong, giặc ngoài, mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử. Sinh ra và lớn lên giữa thế kỷ 18, trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt. Đàng ngoài, chúa Trịnh lấn át vua Lê, đàng trong chúa Nguyễn suy tàn, gian thần lộng hành, đời sống nhân dân cả nước rơi vào cảnh lầm than. Nguyễn Huệ cùng với các em ruột là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa nhanh chóng, trở thành yếu nhân trụ cột, linh hồn của phong trào nông dân Tây Sơn, dẹp yên loạn lạc, chấm dứt những cuộc xâu xé quyền lực của các tập đoàn phong kiến. Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược, ổn định phía Nam, Nguyễn Huệ lại cầm quân ra Bắc diệt Trịnh, sắp xếp cơ đồ và giao lại cho nhà Lê. Nguyễn Huệ trở về trấn giữ Phú Xuân chưa được bao lâu thì được tin quân Mãn Thanh âm mưu thôn tính, xâm lược nước ta. Thấy rõ dã tâm đen tối của kẻ thù, trước tình thế vận mệnh quốc gia nghìn cân treo sợi tóc, Nguyễn Huệ đã ứng mệnh trời, thuận lòng người, lên ngôi hoàng đế để chính danh gánh vác trọng trách đất nước trước họa xâm lăng. Lời hiệu triệu toàn dân đánh giặc của vị hoàng đế trẻ tuổi chính là tuyên ngôn của một dân tộc bất khuất, là niềm tự hào, kiêu hãnh của những người dân đất Việt. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Với ý nghĩ mãnh liệt và thiên tài quân sự bẩm sinh, trước kẻ thù có lực lượng và tiềm năng gấp bội, Quang Trung đã tỉnh táo phân tích cục diện, biết địch, biết ta, lựa chọn thời cơ, mở rộng cuộc tiến công quyết chiến chiến lược, đánh vào trung tâm đầu não chỉ huy của địch. Dưới sự thống soái của Quang Trung, đội quân Tây Sơn được sự hậu thuẫn của cả dân tộc đã tiến công quyết liệt và chớp nhoáng vào những ngày Tết Nguyên đán, quét sạch quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi bờ cõi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa đã đánh dấu một mốc son chói người trong lịch sử dân tộc. Đó là chiến thắng đỉnh cao của phong trào Tây Sơn được tạo nên bằng sức mạnh cuột khởi của những người nông dân tay lấm chân bùn, cùng với ý chí độc lập, tự chủ của cả dân tộc. Nó minh chứng thiên tài quân sự kiệt xuất và độc đáo của Quang Trung, Nguyễn Huệ, đồng thời phản ánh trình độ phát triển với thế chiến tranh cứu nước và nghệ thuật quân sự của Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc ta trong cuộc dựng nước và giữ nước. Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa khép lại một giai đoạn đau thương, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, thống nhất đất nước, ổn định chính trị, phát triển ngoại giao, mở mang kinh tế, văn hóa. Cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ cho chúng ta thấy rõ tầm cao trí tuệ và nghệ thuật dùng người của một danh tướng lừng lẫy, một nhà quân sự thiên tài, một vị hoàng đế anh minh, một trong những nhân vật rất đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta ở thế kỷ 18. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!